Vậy là sau bản cập nhật update tháng 11 thì hai cầu thủ của Việt Nam đã xuất hiện trong bản đồ bóng đá thế giới. Chúng ta có thể thấy rằng đây là thẻ của Công Phượng của giải hiện tại mùa 19. Công Phượng có thể thi đấu tốt ở ba vị trí FP, W và Cam. Hiện anh đang thi đấu câu lạc bộ Shin Children của vô địch quốc gia Bỉ. Lương chỉ là năm thôi, cao 1m68, cân nặng 65 kg, thể vận trái 3 và phải 5. Điều thú vị là một cầu thủ rất thuật ở Việt Nam, nhưng trong in game thì các nhà lập trình chỉ đánh giá Công Phượng có thật là 2 sao. Ở vị trí ST thì chúng ta có thể nhận ra điểm mạnh của Công Phượng, đó là khả năng tăng tốc và tốc độ. Tiếp đến là lực sút, năng dê bóng cũng rất tốt. Đây là một mức thẻ mà ta có thể sử dụng Công Phượng trong đội hình team Việt Nam. Công Phượng ở vị trí ST, ta sẽ để thuật đơn của anh như thế nào. Thẻ này tuyến phòng ngự, đánh trận bị động, chạy chỗ, công 3 và thủ 1. Chúng ta sẽ test Công Phượng trong trận đấu này. Ta với mức thẻ và chỉ số thấp như vậy, xếp hạng là một điều tương đối khó khăn. Nên chúng ta sẽ xem những bước chạy của Công Phượng in game này thôi. Khi đây là Công Phượng mức thẻ cộng 5, ép lên rất dễ. 3 sao kỹ thuật thì skill cũng khá ổn. Trong game thì Công Phượng có thể hình tối là thấp bé, khả năng bứt tốc, tăng tốc, bóng một chạm thì rất tốt. Ta biết là Công Phượng tiếng ở khả năng tê bóng để ST. Công Phượng vẫn có tạt cánh, cú dứt điểm trong vòng cấm của Công Phượng thì bóng đi lối hiểm, không quá căng, có độ hiểm. Rồi là một pha dứt điểm chân trái. Ô thẻ 19 hiện tại thì Công Phượng thi đấu trong game là sẽ ảo hơn so với số thật. Tuy nhiên so với những gì anh có thể làm được ngoài đời thì số này nó chưa thật sự là tương xứng với lại tiềm năng và tài năng của Công Phượng. Vậy anh xứng đáng với một
số cao hơn. Tuy nhiên thì khi mà đánh giá một cách công tâm như mùa giải M19 thì cầu thủ của Việt Nam chúng ta là chỉ số chắc chắn là sẽ vẫn là thấp so với mặt bằng chung. Thì dù vươn ra châu Âu nhưng ta vẫn đến từ ra bóng đá có thứ hạng trong và ngoài top 1. Thế đối với chúng ta, lứa Công Phượng, Văn Hậu là những lứa khác tiếng trên thế giới, nhưng so với danh thủ tới thì khó để so sánh. Đang rất không có gì đặc biệt. Nhìn với niềm tự tôn dân tộc thì ta sẽ hài lòng với kẻ Công Phượng của giải mình. Vì rất ít khi chúng ta có thể trải nghiệm một cầu thủ Việt Nam của giải tại là trong một game mà được đánh giá là toàn thế giới như PES hay là vào lại 4. Đôi giày của Công Phượng trong game cũng rất bắt mắt, kiểu Golden Boy. Phượng thi đấu thì nét giống chạy của Messi, thằng có lòng ta thịt tổn. Tuy nhiên khả năng dứt điểm cũng không được chính xác lắm. SD nào, SD thì bóng đi không hiểm và lực cũng có. Đá xếp hạng là nó quay đây. Trong những tình huống dễ ghi bàn thì anh vẫn có thể ghi bàn được. Bàn thắng tương đối đẹp. Ra khi các bạn chơi xếp hạng thì nên để Công Phượng bị chạy cánh hợp lý hơn. Mạnh của Công Phượng sẽ là khả năng bóng bóng bước một và bứt tốc, với đó là khả năng kiến tạo tốt. Còn để vị trí ST thì không hợp lý. Đây là chúng ta test bóng cũng trong in game thì Công Phượng đã được post hình ảnh rất chân thật, giống y như ngoài đời vậy. Năng dứt điểm của Công Phượng thì
Để đánh giá ở mức điểm là 7 trên 10 thôi. Khả năng đỡ bóng, rê bóng và tăng tốc của anh có thể đánh giá 8 trên 10. Được cục 2 sao kỹ thuật thì thấy điều đấy là ta có thể có là Công Phượng có thể nhiều sao kỹ thuật hơn là hợp lý. Thực tế ngoài đời kỹ thuật của Công Phượng rất tốt. Đánh giá là khoảng tầm 3 4 sao thì hợp lý. Tuy nhiên thì việc có 2 sao kỹ thuật là chấp nhận được. Sau khi chúng ta đập lên cộng cao có 3 đến 4 sao kỹ thuật. Và đập lên cộng 5 là chúng ta có 3 sao kỹ thuật. Thuật cũng tối đơn giản là làm được. Phải trái thì phải của anh rất tốt hơn chân trái. Chung là trong Công Phượng ST hoặc là cánh thì có anh mức điểm 6 trên 10. Còn sử dụng Công Phượng cho đội đá xếp hạng thì có thể được, tại vì những cầu thủ chỉ thấp thì có thể được boost handicap. Đấy các bạn đá sẽ ảo hơn. Thế là điểm của anh sẽ cao hơn một chút so với đánh giá của tôi. 6 trên 10.